Rồi. Thì khóa học này á, thì cái mục tiêu của mình đặt ra là cố gắng là cho mấy bạn hiểu biết về Docker và sử dụng được Docker và cái Docker Compose để mình xây dựng và mình kiểm thử hệ thống phần mềm. Tiếp theo là mình học cái cách mà mình viết cái Docker file để xây dựng và lưu trữ cái Docker image riêng. Tiếp theo là khả năng xây dựng và phát triển cái ứng dụng dựa trên nền tảng của container. Và cuối cùng đó là mình sẽ học một cái cluster cơ bản của Docker, đó là Docker Swarm. Thì mình giới thiệu sơ về khóa học. Khóa học này thì diễn ra như hồi nãy anh có nói là diễn ra trong vòng một tháng. Thì cái điều kiện theo khóa học này thì là cái Linux cơ bản thì tương đương với lại cái lớp Linux LBI 1 á của trung tâm, và network cơ bản là về các cái TCP, IP, HTTP và BOT ha. Cuối cùng là một cái kỹ năng về quản lý cái source code dùng cái Git. Thì không biết là hiện tại là mọi người ở đây là ba cái mục mà mình yêu cầu là mọi người có biết không? Hay là còn có ai mà chưa nắm để mình biết đường mà mình có thể điều chỉnh cái bài giảng để cho nó phù hợp với mọi người. TCP mấy cái bọt hay sử dụng mà có nghĩa là network ở trong Docker. Đúng rồi, thì tại vì Docker á, nó sẽ dính tới Linux và network nó cũng khá nhiều. Còn viết thì viết là gì? Viết Viết thì thì cũng không cần phải biết nhiều, nói chung là chỉ cần biết ai viết sơ sơ thôi, một được hai comment là được. viết lo Git clone là được rồi viết ha. lo được rồi. Rồi thì mấy bạn có bài nào mà không nắm cái này không ạ? Có bài nào mà không có làm về network hoặc là làm về Linux không thì báo để cho Nhưng mình. mà chưa 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 quan tâm đến Docker, khái niệm còn đang chưa chưa biết gì luôn á. Không thì đúng là cái chuyện Docker chưa biết là điều hiển nhiên, nhưng ý em mình đã nói ở đây là cái vấn đề về những cái khái niệm cơ bản của Linux, ví dụ như là về kernel, về OS này nọ là chắc là cũng phải nắm sơ rồi đúng không bạn? Rồi, cái đấy. Ok rồi, tiếp theo là hiện tại là cái máy, cái phương tiện mà mình dùng để mình học là phải có máy tính cá nhân. Thì ở đây là mình yêu cầu là cài một cái máy ảo, hoặc là như hồi nãy là mình có thể host trên VPS. Nói chung là mình sử dụng cái một cái máy Linux nào đó cỡ 2 đến 4 GB là được, không cần nhiều lắm ha. Và mọi người có thể thấy được cái link source code của cái khóa học này ha, mình sẽ gửi lại lên trên group cho mọi người. Thì việc mọi người là chỉ cần việc là down cái link này xuống là được. Mình có gửi lên Zalo rồi đó, mọi người có gì lên mọi người đao xuống ha. Thì đây á, là sẽ có những cái bài tập và những cái ví dụ mẫu để cho mình có thể xem thêm ha. Thì mình cũng sẽ dùng những cái ví dụ này để mình giảng bài, cho nên là mọi người đao sẵn trước cái này về để trong máy đi, được chừng nào mà ví dụ như mình có update source code hoặc là có vấn đề gì đó thì mình sẽ báo mọi người lại ha. Thì cái này chỉ cần là mình có thể dùng ở đây ha, download xuống là git clone cái link này là được rồi. Rồi thì mình quay lại ha. Tiếp tục là thì cái khóa học về Docker này thì cái đối tượng của mình hướng đến đây là sẽ chủ yếu là cái thành phần là người đi làm, là kỹ sư phần mềm ha, là làm front-end, back-end, kỹ sư về hạ tầng, về điều hành hệ thống, và các bạn sinh sinh viên mà chuyên ngành công nghệ thông tin và viễn thông mà muốn đi theo cái hướng là system. Đó. Thì đối với lại là cái bài kiểm tra thì mình sẽ có hai cái bài kiểm tra, bài kiểm tra về giữa kỳ là thực hành, còn bài kiểm tra cuối kỳ là lý thuyết cộng thực hành. Thì cái đây là cái dành cho offline ha.
Còn cái online thì mình sẽ nghiên cứu cái hướng nào cho nó phù hợp với lại mọi người, để mọi người làm cho nó tốt thôi ha. Tiếp theo thì nếu mà hoàn thành được tất cả những bài kiểm tra và tham gia đầy đủ buổi học á, thì mình sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Mọi người có câu hỏi gì không? Dạ không anh ơi, không anh ơi. Rồi, mình đi tiếp ha. Thì giới thiệu về theo Fabian này, chắc là ở đây hồi nãy anh Nguyễn cũng, anh Huy cũng đã giới thiệu cho mọi người nắm sơ lược ra. Thì chủ yếu là cái trung tâm của mình á, thành lập là để đào tạo cái đội ngũ về làm kỹ sư VoIP ha. Và bên này, bây giờ thì mình đang mở rộng là sẽ dạy thêm các mảng về System Admin và Linux, về Docker để hỗ trợ cho mọi người cho cái công việc làm việc. Nhưng mà cái thế mạnh của trung tâm vẫn là tập trung về cái VoIP ha. Thì đây là cái nội dung khóa học của mình ha. Thì mình sẽ đi qua 7 chương, bao gồm là mình sẽ giới thiệu về Docker là hôm nay mình học nè. Tiếp theo là mình sử dụng cái command của Docker để chạy được cái container. Sau mình học tiếp theo là mình sẽ học những cái component riêng biệt của container, ví dụ như là network, là image, là volume, là compose. Và cuối cùng là mình sẽ dạy giới thiệu cho mọi người sơ lược về một cái cluster của Docker, đó là Docker Swarm ha, để cho mọi người có những khái niệm cơ bản nhất. Sau này có thể là mình dành cái những khái niệm đó mình nghiên cứu lên những cái cluster khác ở bên trên, ví dụ như là Rancher, là Kubernetes ha. Thì mình cũng giới thiệu lại một chút ha. Mình tên Bùi Đức Hải ha. Hiện tại thì mình đang làm ở Time, thì nãy mình có giới thiệu rồi. Thì bây giờ cái công việc chính của mình á là sẽ làm về Docker trên cái nền Rancher, AWS, microservice và CI/CD ha. Còn cái công ty cũ của mình đó thì mình làm về VoIP. Thì mình là infrastructure list. Thì công ty cũ mình sẽ làm về một cái private cloud, đó là OpenStack. Và mình làm cái công nghệ volume ở dưới là Chef. Thì cũng sử dụng Docker. Và chủ yếu tập trung về cái VoIP system. Cho nên là ví dụ như bạn nào mà có câu hỏi là về VoIP thì có thể hỏi mình được, mình giúp đỡ được thì mình giúp đỡ. Hồi xưa thì mình quy hệ thống cũng tương đối lớn,